Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một trang kiếm tiền từ các lần khảo sát. Nó là Quicksand. Có thể là nhiều bạn mới bước vào lĩnh vực MMO kiếm tiền online thì các bạn chưa có biết. Hôm nay mình sẽ giới thiệu. Đây là một cách kiếm tiền cũng đơn giản mà không phải đầu tư tiền bạc gì, chỉ cần các bạn bỏ công sức, các bạn làm khảo sát hàng ngày và các bạn giới thiệu người tham gia để được hưởng hoa hồng từ khảo sát mà người tham gia họ làm. Mình là quicksand.com. Khi bắt đầu vào thì các bạn vào, nếu mà các bạn đăng ký không có rep cho ai thì các bạn vào trang chủ, nó là quicksand.com, các bạn đăng ký. Còn nếu mà các bạn đăng ký ủng hộ mình thì các bạn vào trang momo.com. Đây là trang diễn đàn kiếm tiền online, rất là nhiều lĩnh vực ở trên đó. Mình có scam, rồi buy sell trap, đổi tiền. Các bạn có thể không cần phải rút tiền về ngân hàng, các bạn bán cho cái những người thu mua ở trang này, rồi họ sẽ chuyển tiền qua ATM cho các bạn. Về cái money exchange này thì các bạn thấy là họ rất là uy tín nên các bạn không phải lo gì hết. Các bạn tìm tìm những người mà thu mua mà họ có, ví dụ như người này á, là họ có đặt cái số tiền, ứng cái số tiền bảo hiểm là 500 đô cho cái sàn này, nên các bạn không phải lo họ sẽ lừa các bạn. Vì khi mà họ 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 lừa các bạn thì họ sẽ bị mất mất cái số tiền này nếu mà họ bị phát hiện ra là họ lừa các bạn, còn nếu không lừa thì không mất. Nên các bạn cứ yên tâm, là những người mà có cái bảo hiểm, là có cái số tiền này từ khoảng 1.000 đến 2.000 đô là rất là uy tín. Rồi các bạn vào vào cái diễn đàn này momofomi.com, các bạn vào cho mình cái mục tìm cái referral này. Các bạn vào paper click BTC này, tại mình có cái bài viết ở trong đây rồi. Cái bài của mình lúc nào cũng nằm ở trên top top 10 của trang đó, là tuyển rep và hướng dẫn làm offer cứ xem nhiệt tình. Các bạn vào kích vào cái link, nó để link là bước 1 đăng ký nè, kích vào link đăng ký. Xong rồi các bạn có gì thắc mắc thì cứ liên hệ Facebook của mình, máy tính máy VB này. Một điều lưu ý nữa là các bạn làm một máy tính, một tài modem mạng, một cái đường mạng thì các bạn chỉ đăng ký một tài khoản duy nhất thôi. Các bạn đăng ký hai tài khoản thì cái tài khoản nào đăng nhập sau sẽ bị khóa khóa vĩnh viễn luôn. Sau khi mà đăng nhập first name đăng ký thì các bạn nhập first name, last name, mấy cái này các bạn nhập bừa cũng được, không cần chính xác. Email, password, username này lúc đăng nhập thì các bạn có thể nhập username hoặc là email đều được hết. Lúc đăng nhập thì nhấn vào sign, nó sẽ hiện ra các bạn một bước để xác nhận không phải robot. Các bạn vào chọn mấy cái cửa hàng, nó sẽ chọn cửa hàng
username hoặc là bot, hoặc là email, hai cái này đều được. Các bạn chọn stay safe là nó không có bị thoát ra. Sau khi đăng ký xong thì nó sẽ có cái thông báo ở trên này nè. Nó sẽ yêu cầu các bạn điền profile, các bạn vào profile system. Các bạn vào profile thì các bạn điền username, email. Cái này username, email là lúc đăng ký nó có rồi. Phần name thì các bạn điền, chỉ điền thêm địa chỉ thôi. Địa chỉ thì các bạn gõ gõ bằng chữ không bỏ dấu tiếng Việt nha, gõ chữ chữ không dấu, rồi điền protocol, rồi thành phố. Mấy cái này các bạn điền không cần phải đúng, các bạn điền sao cũng được. Tiếp theo là số điện thoại, này là optional, là có cũng được không có cũng được, không bắt buộc. Rồi nhập ngày tháng năm sinh vô, sau đó update profile xong thì các bạn ở đây nó có nhiều menu là password này, các bạn muốn đổi password thì qua đây nhập password hiện tại, rồi đổi password mới, xác nhận lại password mới, rồi update. Sau khi mà các bạn update profile này xong á, nó sẽ có cái mail gửi qua mail của bạn, các bạn vào để xác nhận mail. Avatar các bạn chọn hình lên. Còn phần payment á, thì các bạn ở đây có ba cái thanh toán, là ba cổng thanh toán là Payoneer, Skrill và Tango Card. Thì mình đề nghị các bạn là nên xài cái Skrill này vì nó dễ bán ở trên trang này. Trang MMO Homie này nó bán kêu này. Bán kêu này. Buy skill net seller, sell skill net seller, nhiều nhiều chỗ bán kêu lắm, nhiều chỗ mua kêu chứ. Đó, các bạn nhập cái email vào cái email tài khoản kêu skill này, các bạn không cần bắt buộc, và không cần phải giống với cái tài khoản email đăng ký của bạn cũng được, email khác cũng được, nhưng mà giống thì nó sẽ dễ nhớ hơn, các bạn sau này các bạn dễ nhớ hơn. Update option này là các bạn chọn mấy cái phần show ha, ẩn ẩn cái tên, ẩn email của các bạn. Sau khi mà update hết cái profile này rồi, các bạn vào survey. Rồi survey thì các bạn sẽ nó sẽ yêu cầu các bạn là cập nhật menu profile, là cái dòng xanh xanh đó, các bạn click vào cái dòng xanh xanh đó. Còn nếu không á, thì các bạn vào survey profile đây có sẵn rồi, nó sẽ yêu cầu các bạn cập nhật thông tin khảo sát. Các bạn chọn giới tính thì có sẵn lúc bạn chọn rồi, ngày sinh. Ở đây nó sẽ yêu cầu các bạn là chọn mối quan hệ là độc thân, có gia đình hay là ly hôn hay là gì đó. Ở đây nó hỏi các bạn là có con hay không có, thì các bạn nên chọn là có con. Rồi con các bạn là bao nhiêu tuổi, các bạn điền vào. Ở đây là các bạn chọn là full time hoặc part time gì cũng được. Employee là làm việc, làm thuê full time. Self employee là tự tự làm một mình. Ở đây là các bạn chọn ngành nghề.
nghề, ví dụ như là quảng cáo. Các bạn đừng nên chọn quảng cáo, thì lúc làm cho sếp là nó yêu cầu là không không có làm trong các ngành quảng cáo, nên các bạn chọn cái ngành nào thường thôi, như là kỹ sư hay là máy tính hay là sản xuất thực phẩm hay manufacturer rồi đó, mấy cái ngành này. Xong rồi các bạn nhấn network thì nó hỏi các bạn là cũng làm trong cái ngành công nghiệp nào, thì cũng chọn giống vậy luôn, tham khảo giống nhau. Xong rồi confirm là nhấn update đó các bạn. Vậy là xong cái profile. Tiếp theo thì ở dưới này có cả hai cái router, đó là Global Test Market và Opinion World. Hai cái này thì các bạn kích vào, lúc kích vào nó sẽ yêu cầu các bạn làm một cái survey profile giống vậy luôn, thì các bạn làm rồi bên Global Test Market cũng giống vậy luôn. Các bạn phải làm hai cái, mỗi cái này một cái khảo sát hồ sơ để nó cập nhật cái hồ sơ của các bạn, coi có phù hợp với khảo sát mà của cái trang Opinion World được không? Tại vì cái trang Lixen này là nó chỉ là trung gian thôi, nó lấy khảo sát từ những cái trang khác, nó đăng lên của trang của nó để cho mình làm. Nếu mà cái hồ sơ mình phù hợp thì cái khảo sát mình nó mới hiện lên cái phần này, còn nếu không phù hợp thì các bạn sẽ không thấy được. Đa số là nó sẽ hiện lên cho các bạn là. Còn cái mục tiếp theo là offer. Offer thì có cái phần persona.ly, thì các bạn kích vào. Khi kích vào nó sẽ có hiện cái bảng thông báo đỏ đỏ, thì các bạn chọn đồng ý là nó sẽ vào cái trang này. Ở trên đây thì có rất là nhiều khảo sát, survey for you, 2 phút, 4 phút, 2 phút nè, 14 Richter là tương đương với là 0.14 đô, 20 Lixen là 0.2 đô, nó cộng thẳng luôn. Khi các bạn làm xong rồi nó cộng cộng thẳng vào, cộng thẳng vào tài khoản của các bạn luôn. Ở đây có nhiều mục nhưng mà chủ yếu là làm cái mục persona này là làm thêm thôi. Khi mà các bạn làm cái mục survey này hết rồi á, thì các bạn cũng mới qua cái mục persona này. Tại vì nếu mà các bạn làm ở trang Persona này trước á, thì cái giá nó thấp lắm. Cái giá nó thấp mà có thể là khảo sát nó bị trùng với khảo sát ở bên đây. Khi mà các bạn làm một cái khảo sát đó rồi á, thì cái khảo sát trùng tiếp theo các bạn sẽ không làm được. Nó sẽ báo là làm rồi. Nên các bạn lựa cái khảo sát nào mà giá cao nhất đó, các bạn hãy làm trước. Còn cái thấp tiền các bạn để sau cùng. Ở đây là cái mục làm trên điện thoại, nó yêu cầu các bạn đăng ký chơi game rồi, là tải ứng dụng rồi chơi game rồi. Nó kêu cài mở app lên, trả tiền cho app hay gì đó. Đây là nó yêu cầu các bạn thực hiện làm, yêu cầu nó thì sẽ được nhận nhận tiền. Đây là lịch sử của offer, còn bên đây là lịch sử của listen, lịch sử của survey. Còn cái mục pending này là những cái khảo sát nào mà nó gắn cờ đó, gắn cờ lên thì các bạn sẽ nhận được, một tháng sau các bạn mới nhận được tiền. Nó sẽ để pending 30 ngày, gắn cái cờ màu đỏ.
Thì những khảo sát nào mà pending thì chắc chắn là các bạn sẽ nhận được. Hiếm có trường hợp nào mà pending mà không nhận được tiền. Cái kiếm tiền tiếp theo đó là task. Kiếm tiền này thì cũng rất là ổn định mà cũng thường xuyên có. Đó là làm cái task nhỏ nhỏ là 0.03 đô, 0.01 đô. Có nhiều cái cũng giá cũng cao, 0.07 đô. Giống như người ta đang có hai cái này, mình có đăng lên YouTube đó, là có nhiều cái task mình hướng dẫn ở trên YouTube đó. Help us file official directory website. Thì các bạn vào cái này là left, và các bạn thấy nó để trắng thì là không có left, là left không á. Thường các bạn mới đăng ký vào thì sẽ ra làm được left không. Để đăng ký cái trang này các bạn vào phần help nè, vào visit center nè, vào phần sign up nè, đăng ký tài khoản. Các bạn đăng ký mail trùng với cái mail tích xem cũng được, mà khác cũng được, không quan trọng. Tên, password, xác nhận password, rồi xác nhận robot, click vào đây để đồng ý tạo tài khoản. Sau khi tạo tài khoản xong á, nó yêu cầu nó sẽ gửi mail qua các bạn để các bạn xác nhận mail. Xác nhận mail các bạn vào sign in. Các bạn xác nhận mail xong rồi các bạn vào đăng nhập. Đăng nhập xong rồi nó sẽ yêu cầu các bạn nhập số điện thoại, thì các bạn nhập cái số điện thoại cũ nha. Đầu các đầu số cũ á. Hoặc là đầu số mới thì cũng được. Các bạn thử hai cái đó. Thường là cái đầu số mới nó sẽ báo bị lỗi. Các bạn nhập đầu số cũ vô, nó sẽ gửi cái mã xác nhận qua tin nhắn. Các bạn nhập cái mã xác nhận đó vào đây để xác nhận lần nữa. Rồi các bạn mới làm được. Sau khi mà các bạn đăng nhập vào á, thì xong á, thì các bạn sẽ kích vào đây. Kích kích vào nó sẽ ra cái trang. Ở đây hiện tại thì mình chưa có tạo tài khoản này. Các bạn lưu ý là đối với tab thì các bạn không được làm trên web ẩn danh nha. Mình đang mở trên chế độ ẩn danh nè. Tại vì làm nó không cho làm tab trên ẩn danh. Đối với tab thì mình giới thiệu sơ qua rồi. Mình nói về affiliate program là hệ thống rep. Đây là nó có sign up rồi các bạn đăng ký. Đối với một rep đăng ký thì các bạn sẽ được nhận liền 0.1 đến 0.3 tùy theo đa vùng. 0.1 tùy theo vùng, giống như các bạn thuộc top giới thiệu rep, mà rep đó là ở nước ngoài á, thuộc top tier country á, thì các bạn sẽ được nhận là 2 đô. Rồi, các bạn sẽ nhận được là cái top thì các bạn sẽ nhận được 0.3 đô. Còn nếu không phải top như là rep ở Việt Nam thì nhận được 0.1 đô. Cái tiền đăng ký này các bạn sẽ không nhận được liền, mà nó sẽ trả đến khi nào mà xác nhận cái tình trạng là rep của bạn đăng nhập hoặc là làm cái hành động gì đó thì các bạn mới được nhận tiền. Giống như là các bạn rep của bạn thực hiện làm khảo sát hay là làm gì đó thì các bạn mới nhận được cái 0.1 này thêm, còn cái hoa hồng 20% thì vẫn nhận được. Ở đây nó nói thêm là 20% hoa hồng cho mỗi lần rep của các bạn làm khảo sát, một khảo sát là 20%.
cái này là tăng tăng cái 20% lên 30%. Hoa hồng là khi mà các bạn có 100 cái rep mà active á, là có ít nhất là một một lần rút tiền trong 30 ngày thì các bạn sẽ được tăng lên tăng mỗi lần như vậy 100 là tăng lên 5%, thì 200 thì sẽ tăng lên 10% là 30%, cao nhất là 30%. Rồi một phần hấp dẫn nữa là các bạn khi mà rep của các bạn kiếm được 5 đô đầu tiên, 5 đô đầu tiên thì các bạn cái này nó sẽ không bao gồm cái hoa hồng mà cái rep đó nhận. Ví dụ như rep đó nó tiện rep thêm nữa mà nó nhận hoa hồng từ rep của nó thì cái tiền hoa hồng đó không được tính là 5 đô. 5 đô này là phải tính là tự nó làm, tự cái thằng rep của bạn làm thì các bạn mới sẽ được nhận 2 đô. 2 đô thưởng từ cái trang này. Các bạn đây nó sẽ có một cái phần đặc biệt hơn mới cập nhật thêm, đó là rep từ Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển. Thụy Điển thì các bạn sẽ nhận được 5 đô. Nếu mà rep đó kiếm được 5 đô thì các bạn được nhận 5 đô luôn. Mà các bạn nào tuyển rep được mấy cái nước này thì rất là ngon. Phần game này thì một game này để chơi giải trí thôi chứ không có kiếm tiền. Chơi game giải trí thôi. Còn forum này có rất là nhiều. Mình vào thì nó chưa update. Forum thì đây nó có một tab là offer survey này. Đây có một payment group nè. Rất là nhiều bằng chứng về trả tiền của trang này. Trang này 11 năm rồi mà. Ví dụ như là đây bot topic thì các bạn click vào đây, nó sẽ yêu cầu các bạn đồng ý. Do mình vào lần đầu nên phải làm cái bước đó. Đó, sau khi đồng ý thì nó sẽ cho các bạn đăng cái bài viết. Các bạn có thắc mắc gì cứ đăng lên hỏi, nhớ đăng bằng tiếng Anh nha. Rồi cái mục help này đó, thì các bạn ví dụ như các bạn có một cái vấn đề gì đó về tài khoản các bạn là khảo sát á, thì các bạn gửi tiết kiệm, gửi tiết kiệm cho nó. Nay cũng có tiết kiệm mình cũng gửi là mình đã hoàn thành khảo sát, nhưng cái trang cuối cùng mình bị lỗi nên mình muốn hỏi nó có được nhận được tiền không. Thường là mấy cái khảo sát mà đang làm giữa chừng, làm gần cuối rồi, cuối cùng rồi, các bạn kích xác nhận là nó bị lỗi web á, thì rất là khó khó khả năng các bạn sẽ nhận được tiền, hên xui. Thì mình cũng gửi phản ánh cho nó thôi. Rồi về mình hôm nay mình đã giới thiệu sơ bộ về tổng tổng thể các chức năng của cái trang này rồi. Thì có ba cách kiếm tiền, đó là survey, personal là cũng survey luôn, là offer làm trên điện thoại, máy tính bảng. Một thứ ba là tab. Tab thì các bạn làm trên máy tính là dễ nhất, làm trên điện thoại cũng được nhưng mà khó hơn. Và thứ tư là kiếm tiền, đó là bằng cách giới thiệu người tham gia.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Mình sẽ để cái link rep của mình ở dưới, các bạn đăng ký ủng hộ mình thì các bạn kích vào link. Còn các bạn muốn đăng ký mà không rep cho ai hết thì các bạn vào trang chủ của nó là listen.com, các bạn vào sign up đăng ký. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình, hy vọng clip này sẽ hữu ích cho các bạn trong việc kiếm tiền online. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.